Xuân Thảo xin kính chào quý khán thính giả của tạp chí truyền hình quê hương Media. Vâng, để tiếp tục câu chuyện văn nghệ giữa Đồng Thảo và ca nhạc sĩ Lê Chí ở ban nhạc Family Love từ tuần trước, nay Thảo lại mời được anh trở lại, bởi vì là câu chuyện về Family Love cũng như là cuộc đời của ca nhạc sĩ Lê Chí thì quý vị biết là nó rất nhiều là tình tiết và nó là cả một cái quãng đời nghệ thuật của anh. Do đó nên là một series chưa đủ. Hôm nay cũng không biết là có anh em chúng tôi có thể nào mà nói được hết chuyện hay không. Đồng Thảo rất là vinh dự được có anh Lê Chí đến lại cùng với Đồng Thảo và khán thính giả của quê hương Media hôm nay. Đồng Thảo xin chào anh. Chị xin kính chào quý vị khán thính giả của đài quê hương và cảm ơn Đồng Thảo. Anh rất hân hạnh có mặt ở đây để mình nói mấy cái chuyện này. Thì nếu mà nói chuyện về cuộc đời của anh và Family Love thì nó rất là dông dài, nói chắc cũng cả mấy tiếng đồng hồ mới hết được. Nhưng mà thời gian mình chỉ có bao nhiêu đây thành thử ra. Để cho tiếp tục kỳ trước thì xin phép khán thính giả và xin phép Đồng Thảo cho anh tóm gọn lại. Xin mời anh. Đó thì nói lúc trước thì mình đang nói chuyện về Hawaii đó. Thì Family Love làm cho Mỹ 5 năm và đi tour cho Mỹ luôn cũng 1 năm. Đến năm 82 thì anh và gia đình dọn qua đây, hay là bị mẹ già bên đây. Tức là San Jose phải không anh? Vâng, tại vì người Việt Nam mình luôn luôn có hiếu phải ở gần mẹ. Vâng. Qua đây rồi anh lập ban nhạc trở lại, vừa đi học vừa lập ban nhạc anh. Rồi lập rồi cái rồi đi trình diễn ở mấy cái concert như Concert Center, mấy cái hotel của San Jose này nè. Vì có nhiều người ta biết được, người ta mới mời cộng tác. Nhưng mà đến năm 85 thì khoảng đó đó, quý vị nên xin thông cảm tại vì nó qua cái thời gian nó lâu quá rồi. Lâu quá cho nên chỉ nó khoảng thôi chứ không có chính xác được. Thì gia đình Trí có gì với cậu thấy ban nhạc chơi được và có thể kiếm được tiền cho nên họ mới mở cái club. Muốn mở club thì anh mới đi tìm chỗ, thì cái chỗ đó gọi là Le Boulangerie. Của tiệm cái tiệm bánh mì, tiệm của giống bánh mì cái tên giống như tiệm bánh mì của Pháp nha. Ngay đường số 3, số 2 quên rồi. Thì mới lấy chỗ đó. Anh không thích chỗ đó lắm vì nó dài chứ nó không có rộng. Nó không có theo kiểu như một cái night club, nhưng mà khó lắm. Thành ra lấy đại chỗ đó và thợ rồi tới sửa gần cả năm trời mới xong. Thì đặt tên là Lido. Như vậy đó là Lido sau này, bây giờ đến cho đến bây giờ luôn hả? Thì bây giờ nó dẹp tiệm lâu rồi. Nhưng mà cho đến cái thời gian sau này đó. Thì năm 85 đó, thì gia đình anh mấy cầu như gì, tại vì ở Việt Nam đã có tiệm ăn tên là Lido rồi. Cho nên qua đây đặt tên là Lido. Thành ra thì họ làm một thời gian ngắn thôi thì ban nhạc rất thành công, phải nói rất thành công, tại vì không có ai hết, có mình thôi đó. Thì vì lý do thành công quá rồi trong nội bộ của gia đình của cậu dì và anh đó, với một người hùng nào đó không có chuyện, không có xin mít, không bằng vừa làm không nhau thuận, không thuận, đúng rồi đó. Nhiều khi lâu anh nói chết, xin lỗi quý vị. Thì cho nên mới cho mướn lại, sang lại cho một người. Anh không biết gì của anh quen người đó đâu. Thì hai người đó mướn làm manager, tức là anh Phong với chị Thoa đó là manager. Thì từ đó là họ làm manager. Rồi một thời gian sau đó, cái công ty muốn bán, thì họ mua, họ làm chủ luôn. Đó là anh thành Lido. Tụi thì nói tóm lại là Family Love làm đó rất thành công trong vòng khoảng 5 năm. Cho em tạm nhảy vô cái chỗ này một chút xíu. Em tò mò là anh, cái ban nhạc của anh là hát nhạc ngoại quốc. Thì cái thời gian đó là anh nói là chỉ có một mình ban nhạc của anh nên là mọi người thích lắm, là coi như là đến xem nhiều lắm. Như vậy thì là có hát nhạc Việt không? Family Love làm ở đó thì trong vòng 5 năm đó thì phải có nhạc Việt. Thì nhạc Việt là sao? Anh có những ca sĩ local. Anh hát những bài rồi tăng cường ca sĩ từ từ sau này cạnh tranh thì mới càng ngày mới dùng ca sĩ nổi tiếng. Nhất là khi mà họ một cái nhóm khác mở cái mini club đằng phía đằng kia đó, thì hai bên bắt đầu cạnh tranh. Thì bắt đầu mướn ca sĩ thật nổi tiếng để bên đây cũng mướn nổi tiếng. Đó, rồi cái từ cái tụi anh chơi tụi anh không thích nữa, tại vì nó từ cái tại vì không còn là Family Love nữa. Coi như ban nhạc đệm thôi. Cái rồi anh nghỉ. Anh nghỉ. Và sau khi anh nghỉ tôi tiếp tục làm chỗ nightclub này đấy. Anh làm ở City Light,
ở Queen Bee, ở The Dimension, cái club đó không cái club nào bằng, cái club đó của người Mỹ rất là đẹp. Yeah. Làm đó trong vào khoảng 6 tháng rồi cái dẹp tiệm là tại vì đánh lộn quá. Tại vì khách khứa đánh lộn. Không, du đảng đánh lộn. Oh, wow. Rồi khách khứa ít có dám đi nữa, cho nên 6 tháng là tụi anh dẹp tiệm luôn, không ấy nữa. Thì sau khi đó, trong lúc đó là anh đã bắt đầu làm nhạc cho You Sing Along rồi. Nếu như vậy thì cũng em cũng cho phép em hỏi thôi nè. Như vậy là sao? Anh có cái sự chuyển biến như thế nào mà tự nhiên đang từ chơi nhạc mà tự nhiên anh chuyển sang một cái lĩnh vực gần như là nó khác nhau. Một bên là live, một bên là chơi nhạc. Khi mà anh nghỉ ban nhạc ở làm Lido là anh bắt đầu phải mình làm gì đây? Mình mở cái phòng thâu. Wow, anh đã có cái phòng thâu gọi là anh với plan. Toàn mấy người em mở phòng thâu. Yeah. Thì dĩ nhiên phòng thâu thì có tiếng thì người ta gọi đến thì người ta mới mời cộng tác mới làm thành những cái dĩa Laserdisc như Sing Along. Nó làm cái dĩa rất là thành công, cái bán rất là chạy. Không có dĩa nào bằng lúc đó. Sau này đúng thì rồi, sau này Thuyên Nga với lại ASEAN mới bắt trước làm thôi. Đó. Yeah. Thì đến năm 1995 á là coi như là chấm dứt hoàn toàn. Anh đóng cửa phòng thâu tại vì mệt mỏi rồi. Yeah. Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Cái gì như mình làm thời gian mình mệt giống như mình làm hãng vậy thôi. Cho nên tụi anh nghỉ ngơi mà nay nó làm chuyện riêng. Đó thì nói tóm lại là cuộc đời của Family từ Việt Nam qua trình tới Hawaii, rồi từ Hawaii qua tới San Jose làm những gì những gì những gì. Và tới đó là chấm dứt. Thật sự vậy hả? 95 á hả? 95. Ồ vậy hả? 95 mà thì coi như mà nay đấy. Nhưng mà anh nói như vậy là bắt đầu từ Việt Nam, anh có thể anh còn nhớ cái con số bắt đầu từ năm nào mà từ Việt Nam để em tính cái tuổi đời của Family Love cho đến năm 1970. Family Love thành lập năm 70. Năm 1970 mà cái năm mà anh nói là thật sự chấm dứt á là năm 1995. 95. Như vậy là 25 năm. Dạ. 25 năm mà là một cái thời gian tuy là nó không phải là quá dài nhưng mà nó cũng phải là ngắn, nhất là đối với cả một cái ban nhạc. Em nghĩ là đâu có đơn giản để mà mình đi theo cái con đường ca nhạc mà suốt 25 năm như vậy đâu, phải không anh? Thì cũng thay đổi thành phần lai rai chứ phải không, có thay đổi thành phần người này vô người kia thay đổi nhiều lần lắm phải không anh? Đúng rồi đó. Nhưng mà nói là nhiều lần mà thực sự ra một member cũng là một lần rồi. Thí dụ như ở bên Việt Nam qua thì là cái tay trống với lại tay đánh bass là kẹt lại. Qua đây là tay trống bass mới ở bên Hawaii. Rồi qua tới đây thì tụi nó không qua đây được lại phải bắt trống mới. Nhưng mà cái đời lâu nhất là ở Lido. Chơi với nhau lâu nhất. Lâu nhất là tại vì cái thầy chơi trước đó là đã bắt đầu chơi những cái concert vòng vòng rồi mới qua Lido rồi cái Dimension với một đám là anh em kêu với nhau cũng 10 năm hết. Rồi em nghe nói là cái thời gian mà anh dọn sang đây á, từ Hawaii mình dọn sang bên South Bay thì anh Lê Thanh với cả Tammy Lê là đâu có sang. Lê Thanh với Tammy Lê là kẹt lại. Không phải kẹt lại nữa, chưa muốn qua. Là Lê Thanh còn phải học và Tammy còn phải học bên đó. Bận cái việc đi. Nhưng mà hai người chơi ban họ lập ban nhạc khác rồi chơi bên đó. Như vậy thì cái dòng máu trong gia đình của anh, cái dòng máu văn nghệ nó quá mãnh liệt thế nào? Làm ban nhạc khác, rồi bên đây đến khi sau này thì cái bao lâu thì lập lại? Có Thanh qua rồi mới lập ban nhạc. Em tưởng Tammy là từ... Tammy là ở Việt Nam. Việt Nam nhưng mà Tammy đi học ở bên Hawaii. Ok. Đến khi dọn qua đây, Tammy không qua đây. Nhưng mà có lúc chơi bên Hawaii là có Tammy. Có chứ, anh nói từ Việt Nam qua Hawaii là có Tammy. Nhưng đúng mà rồi. Đến khi anh dọn qua đây, Tammy chưa qua, còn ở lại còn ham chơi bên đó. Đến khi bên anh lập lại rồi đang làm Lido thì Tammy qua. Là nhập lại ban nhạc. Ở châu về hiệp phố. Nó rắc rối nhưng mà nó rất là vui và nhớ có những cái kỷ niệm mà có thể nói là không thể nào quên trong cuộc đời. Đúng, tại vì nhất là con cho tới giờ này anh vẫn còn mê nhạc mà anh vẫn còn, nghĩa là nếu mà anh làm lại như xưa anh vẫn có thể làm được, với điều kiện anh có những cái tâm hồn, những người có những cái tâm hồn như anh thì vẫn lại làm được. Thế thì sẵn này cái câu nói của anh thì em hỏi anh chứ, những cái người mà có tâm hồn mà nghệ sĩ mà em có, tại vì có nhiều khi người ta chỉ là thợ đàn phải không? Em thấy ở anh có một cái ngọn lửa anh đàn mà thưa quý vị biết không, anh Lê Chí là anh tài đàn nhiều cái nhạc cụ khác nhau rồi anh hát nữa, thì em nghĩ là cái ngọn lửa trong anh ấy, nó không thể nào chết được, không thể chết được, nên là bây giờ là anh
anh vẫn còn muốn, anh muốn như vậy mà anh tìm những người giống như anh thì nghĩ có khó không? À, đồng khó thảo, không đồng thảo biết không, cái ngọn lửa đó đó không phải mình muốn mà được. Trời sanh ra mỗi người mỗi tánh, một cái đam mê khác nhau. Đó, tại đó là cái đam mê của anh. Giờ này anh vẫn còn đam mê. Giờ này anh vẫn còn phòng thâu, anh tự thâu lấy và tự thu hình, anh bỏ lên chỗ này chơi YouTube với Facebook. Giống như là một cái hobby thôi. Thì đó, cái hobby nhưng mà rất là quan trọng đối với anh chứ không phải là qua loa. Nhưng mà anh có nghĩ chuyện làm commercial, làm thương mại không? Thương mại là sao? Tức là anh lập cái phòng thu để anh thu âm, anh kiếm tiền. À, thiệt tình ra thì đó có người muốn rồi mà anh chưa dám nhận. Nhưng mà đối với anh có là phụ thôi. Cái chánh là anh focus vào anh. Tức là make you happy. Cái gì làm cho anh hiện tại bây giờ? Hồi nào giờ anh cứ ban nhạc tối ngày. Familiar hoài. Bây giờ còn một mình anh, ok, thì anh vẫn thích làm cái gì cho anh trước cái đã. Anh con chị nữa. Bây giờ anh với chị là một á. Là chị Christian, Christian Lê, phải không? Mình tưởng ra đấy hồi nãy đồng thảo nói là kiếm người có khó hay không. Kiếm người không khó vì anh vẫn còn mấy cái member, mấy thành phần cũ của Familiar ở đây. Anh tay trống còn đây. Là ai anh? À, tay trống là Andy Trump. Chơi Familiar cũng 10 năm. Vừa rồi tụi anh mới làm 2 show, 1 show, 3 show. Cũng là, là em có nghe nói. Với Lê Phúc nữa. Lê Phúc là đánh bass á, là cũng ở đây. Với lại Minh Hải. Minh Hải là em biết anh Minh Hải. Minh Hải thì ngày xưa chơi với anh ở Việt Nam Familiar năm 70 lần cơ. Thiệt tình ra Minh Hải chơi với anh năm 68 trước khi là Familiar mà lần đó. Bây giờ Minh Hải vẫn còn đánh tùm lum ở đây nè. Thì mà nếu anh hô lên là sẽ có Andy, Phúc và Hải là coi như bốn người thành phần Familiar. Quan trọng nữa là có Lê Thanh là em ruột của anh, rồi. Coi như năm người, thấy không? Có bà xã nữa. Rồi nếu mà anh làm show đó, trong tương lai anh dự định làm cái show thì anh sẽ kêu Lê Toàn lên cộng tác với anh cho vui. Why not? Thì đó. Em nghĩ chắc nhất nhiều người rất đang chờ đợi. Tại vì cái lần trước mà the last one mà anh làm show, em nghĩ là sold out phải không anh? Đúng, đi đâu? Trong vòng. Yeah. Và anh cũng may mắn lắm, trong vòng có 2 tuần là bán hết 350 vé. Rồi vẫn còn 50 người muốn mua mà không có chỗ vô. Vậy thì làm tiếp đi. Thì anh cũng ban nhạc, anh cũng sắp họp lại để coi có làm được không. Anh, nhưng mà cái quan trọng là Familiar bây giờ nếu anh làm cho vui thôi chứ không phải như là như hồi xưa nữa. Hồi xưa là ban nhạc làm tiền khá lắm. Nhưng mà đó là làm ăn kiếm tiền. Còn bây giờ đối với anh chơi cho vui. Mà trong member người nào cũng có việc làm tốt hết trơn trời. Không phải vì đồng tiền mà làm vì là cái lòng yêu thích âm nhạc và nghệ thuật, đúng không? Mà tập vợt, tụi anh tập vợt anh rất là khó chịu. Anh rất là độc tài. Tập vợt là phải hoàn toàn 100% theo ý anh mới chịu. Tại vì anh tự quảng cáo đấy nhá. Không, cái đó là sự thật. Tại vì chiếc xe lửa nó chạy, cái đầu tàu kéo phải, nó mới chạy thẳng được. Em nghĩ điều đó là một cái điều mà người ta có nhiều, có thể người ta cho đó là cái khuyết điểm, nhưng mà em thì lại nghĩ là một cái ưu điểm của một cái người mà leader đó. Tại vì mình không khó thì mọi thứ có thể nó sẽ không có vào đâu vào đâu vào đấy. Khuyết điểm của anh á là bao nhiêu năm trời anh không bao giờ anh họp ban nhạc để anh hỏi, anh cứ thế mà anh làm. Cho nên trong quãng đời từ Việt Nam qua tới bên đây mấy chục năm đó, anh phạm có vài lỗi lầm, có những lỗi lầm cần anh phải, ví dụ như cái loại nhạc đó mình không nên chơi mà cứ bắt ban nhạc chơi. Nhưng mà anh không họp làm sao anh biết được. Còn bây giờ anh sẽ thay đổi, thì sẽ họp là anh em thấy sao, coi anh làm cái này có được không, rồi mới đúc kết lại rồi mới quyết định. Cái hồi đó là cái dự tính trong cái tương lai gần của anh đó. Cái hồi đó là anh quyết định hết đó. Anh Trí, đó là cái dự tính trong tương lai gần của anh đó hả? Thì đó, thì đang tính như vậy. Nhưng mà Thảo cũng nên nhớ là mưu sự tại nhân, thành tại sự tại thiên. Ok, mình tính không bằng trời tính. Đó, mà làm được, mà khán giả thích, mà support mình được thì mình tiếp tục mình làm, còn không thì thôi. Nhưng mà em nhìn thấy mà và em nhìn và em nghe điều nói anh ấy, thứ nhất là mình thích, thứ hai là thính giả support. Anh có hai điều đó. Tại vì bây giờ cái tình giờ chỉ có ông trời thôi. Tình hình nhạc bây giờ thay đổi rất nhiều rồi. Ngày xưa ban nhạc nào cũng chơi nhạc Mỹ hết, có chơi nhạc Việt Nam chút chút thôi. Bây giờ ngược lại, toàn là nhạc Việt Nam không, chút chút nhạc Mỹ thôi. Ban nhạc anh thì lại hiện tại bây giờ vẫn chơi nhạc Mỹ. Thì có một số bạn bè ngày xưa họ không thích cái nhạc, nói cho đúng ra ai cũng thích nhạc Việt Nam, anh cũng thích, nhưng mà có một số họ
họ không thích nhạc Việt Nam mà techno. Techno rầm 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 họ không thích. Cái đó là cái đó có gì sai đó. Cái đó là ý thích mỗi người. Thì họ gặp anh họ lại thích những cái bài nhạc Mỹ mà ngày xưa Phan Nghi Lan chơi. Cho nên họ muốn nghe lại. Dạ vâng, thì anh nghĩ là những người nào mà thích thì họ sẽ đến ủng hộ anh. Mà thật ra thì mình cũng như em cũng là một người mà hay hát nhạc Việt và thích nhạc Việt, nhưng mà đâu có nghĩa là em không yêu thích những dòng nhạc mà anh thích đâu, phải không? Không, anh cũng thích nhạc Việt mà. Nên là mình cũng vẫn có thể có lúc thưởng thức này thưởng thức kia này. Anh cứ làm đi, em ủng hộ và em nghĩ là chúng ta sẽ ủng hộ. Cảm ơn. Rồi còn cái gì nữa anh? Về trong tương lai lâu dài, về phòng thu là anh đã tính là anh sẽ từ anh chỉ biết không, với cái vị trí là một người mà yêu thích âm nhạc và tôn trọng văn học nghệ thuật cũng như là nghệ thuật đến nói chung, là cả về văn, cả về nhạc, về mọi thứ lĩnh vực nghệ thuật, thì em rất là quý trọng những người mà ít nhiều có công để mà đóng góp, đặc biệt là làm vinh danh người Việt. Chẳng hạn như khi em đọc về tiểu sử của Phan Nghi Lan, em biết là khi mà sang Hawaii mới có mấy tháng mà anh đã có lập anh nhạc và hấp dẫn được người bản xứ nghe, và sau con được đi lưu diễn. Cái đó một phần nào em cũng cảm thấy tự hào về em, không phải thành viên mà em vẫn tự hào về những cái gì thành đạt của anh thay cho người Việt Nam. Thì em rất là mong và em quý anh Chí, nên em nghĩ là những cái gì mà anh mơ ước mà anh muốn làm, cũng như là chị Chris Sunday hoặc là những người thành viên trong gia đình của anh, hoặc là những âm nhạc anh Lê Hà, anh Hải, em cũng vẫn còn hát với anh, thì em nghĩ là tất cả các anh đều có tài và đều có tâm huyết, thì cứ làm đi, và những người như Đồng Thảo và Thính Già hay là Đồng Hương sẽ ủng hộ đấy. Cảm ơn. Dạ. Hy vọng quý vị cũng ủng hộ bạn nhé. Dạ, Đồng Thảo tin là như vậy. Anh có muốn chia sẻ gì, anh chắc là còn ít phút, xin mời anh. Trời sanh ra mỗi người một tánh, mỗi ý thích, một cái đam mê. Thì đây là cái đam mê của anh. Mà cái đam mê của anh nó sẽ không bao giờ dứt. Nó vẫn còn mãi. Nhưng mà rồi anh làm được gì thì anh làm. Một chút xíu nữa nha. Thảo tò mò mà Thảo chưa hỏi anh từ cái buổi đầu buổi phỏng vấn đến giờ. Anh nghĩ sao về cái người trẻ, cái sự yêu nhạc của những người trẻ? Đẹp ở đây Việt Nam mình hả? Cứ nói người trẻ bây giờ đi. Nói ở đâu ta? Ở đây thì mình đang ở đây thì okay, nói chung là đa số cái đám trẻ bây giờ nghe nhạc Mỹ, mà cái loại nhạc Mỹ mà anh cũng không thích. Cái nhạc như nghe nhạc mà đi nó cứ vậy hoài discotheque à? nhạc cái loại đó mình không có thể nghe, nó kỳ lắm đối với mình. Giống như ngày xưa khi mà Elvis Presley mới ra, người ta là sao nhạc ghê quá, kỳ quá, thì bây giờ cũng vậy, mình cảm thấy kỳ. Nhưng mà đối với cái đám trẻ anh không thể thay đổi được. Đó. Còn một cái đám khác, nghĩa là sồn sồn thì vẫn rất là ưa thích nhạc Việt Nam. Cái đám đó thì vẫn còn ưa thích, họ vẫn nghe nhạc Việt Nam không mà thôi. Ít nghe nhạc Mỹ lắm. Như vậy thì anh thuộc loại gọi là đồ cổ mà quý hiếm. Anh rồi. Là loại gần đất xa trời. Quý hiếm, đồ cổ mà quý hiếm. Tại vì cái loại nhạc của anh là chơi nhạc Mỹ, nhạc Mỹ xưa chứ không phải Mỹ giờ. Mà em thấy là cái dạy nhạc đó là nó sang. Anh phải nói một cái câu nói như thế này, mình hát nhạc Việt Nam thì phải hát cho thật hay. Người ta mới nghe được. Ok, cho nên anh không có loại chỉ lựa chọn cái đoạn đường, con đường đó, vì tôi anh hát nhạc Việt Nam không hay. Nói ra thì nó buồn cười, mình nghe Việt cái Nam sở trường đấy, mình cứ theo sở trường của mình đi. Mà đó thì bây giờ mình phải dùng cái sở trường của mình để mình chơi. Thì đa anh quan niệm rằng người ta đến club không phải để nghe nữa, đối với anh, mà để nhảy vui, nghĩa là gọi là party đó. Vui vẻ, uống rượu, ăn uống xong rồi nhảy đầm cho đã rồi về. Cái điều đó nó làm cho anh thất vọng không? Không, là tại vì anh muốn làm cho người ta vui. Ồ, anh muốn entertain người ta. Sàn nhảy lúc nào cũng đông nghẹt, mọi người vui vẻ nhảy. Nghĩa là tụi anh chơi nhạc giật này nọ đông, nhưng mà cũng có rumba, cha-cha-cha. Thỉnh thoảng có bài tango, thỉnh thoảng xen kẽ bài Việt Nam đại khái vậy. Nhưng mà nói chung là lúc nào không khí cũng linh động. Đó. Bây giờ là cuối năm 2021, sắp sửa bước sang năm mới. Mình đón Christmas, đón New Year và mình sang năm mới. Cứ tạm gọi là trước thềm năm mới, Đồng Thảo rất là mong và chúc anh nhiều thành công trong những cái ngày sắp tới, với những dự tính trong tương lai gần của anh và tương lai xa của anh. Rất là mong như vậy. Cảm ơn anh đã đến với tạp chí truyền hình của Quê Hương Media, đến với quý vị thính giả của Quê Hương Media và quý vị đồng hương ở khắp mọi nơi. Tại vì là chương trình này sẽ được phát và
quý vị khắp nơi trên thế giới sẽ theo dõi buổi nói chuyện này. Em tin là anh đã ít nhiều cũng chia sẻ được cái tâm tình và thắp lên cái ngọn lửa ở những người yêu nhạc. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Đồng Thảo nhiều lắm. Xin chào quý vị và hy vọng một ngày nào mình gặp lại.